nghĩ sao về là chắc không thích sushi đó. What do you think, man? Do you like sushi or no? Bella, we forgot to ask you. Are we gonna buy sushi for you? No way. No way? I want to eat my food because my food is delicious. Ah, no. Sushi better, no? Where are we going? We're going to get sushi. But I want to eat fast food. Yeah, huh? Did you already get an order? Did you already get order? No, we haven't eaten order. Oh, we have to buy some tofu, là đậu hũ đó con. Tắm rửa thôi chứ sleep ngay lập tức đâu. Huh? No, you don't have to sleep right away. You can wait a little bit. Nhưng mà Bella phải promise là sáng gọi dậy là phải dậy đi học nha, không có được không được lẹ ngàng, không có được không được không dậy nha, phải dậy nha. Một khi gọi dậy là phải dậy. Là sáng sáng sớm con vô trường ấy, con ăn sáng hả, xong rồi ăn trưa nữa hả? Yeah. You eat breakfast and you eat lunch too? Yeah. Oh, okay. Nó đi sushi. Ủa Bella nó chơi mà nó đòi ba phút ở đây mà. Ok. Yeah. You were for get. Ba tưởng Bella nói chơi thôi, Bella vẫn muốn sushi chứ giờ Bella không muốn. Con thức ăn của mẹ thì sao? Bà
329 đồng. Hình như bên kia ông ngoại không nghe gì đúng không ngoại? Ông ngoại có nghe nói gì không? Phải vô ba mua nước cho tiệm.